rồi rồi trời ơi rồi. Ăn sao hết nhở em nốt nữa nè. Rồi hồi nãy cô nói cô thấy áy náy quá anh Lộng ơi. Áy náy thiệt luôn á. Áy náy thiệt luôn. Chả thì có nhiều loại chả hay giờ này chỉ còn phải chú chuột ăn thôi. Chào mừng các chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phan Thế Hùng đây. Nay đến ngày gần nhà em gái rồi, vui quá. Vui không anh? Quạt kêu. Tôi. Liên quên này hả? Quên gì? Rồi em gái mới đăng hình check in ở Cần Thơ mà. Không nhớ Cần Thơ là Cần Thơ đó hả? Đúng rồi, em gái đi Cần Thơ rồi. Tiếc quá, quay quán này hai lần gần nhà hàng mà không ra được. Đúng rồi, lần trước cũng không ra được, lần này lần này được. Phải ăn cho hàng thèm thôi. Đúng rồi. Anh phải phá cái lục của em, Trời ơi, ghê chưa? Lần trước em ăn ở đây em không có phát nốt được anh ơi. Vậy thì dễ rồi. Vô. Lần này phải có phát nốt nha. Đó là quán. Anh em thèm món này nè. Bún tôm khô cả nhà ơi, cái này không phải bún riêu mà là bún tôm khô. Một món ăn phải nói là rất là xưa và lâu luôn á. Đây là quán nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Chào nếu cô sẽ ngồi dọc ở đây. Cô cho bên cô trên kia vẫn còn cô nói nó thu tiếng cô cho nó ở trong nhà luôn, không gian trong nhà nữa. Trời ơi. Này phải cải tiến lên khác. Cải tiến luôn phải không con? Rồi. Đây. Lên thêm nước lèo nè cả nhà. Đó không gian cô bán thì khách cũng sẽ chạy qua chạy lại đây là một con hẻm. Ai ăn thì mình sẽ tấp xe vào. Để cô nhớ vụ án là tụi con đổ khắp cái tô luôn á cô. Lạ quá trời luôn. Cô, cái đặc trưng ở đây của mình là tôm khô nhiều quá cô ha. Dạ. Dạ. Quán mình gọi là bún gì cô? Bún tôm khô cưng. Đó, bún tôm khô á cả nhà. Ừ. Ở đây mình có riêu không cô? Không cưng. Ở đây chỉ có trên của cô là có tóp mỡ. Cô làm tóp mỡ cho nó thơm cái nước vậy đó. Và chỉ có tôm khô, cà chua và chả thôi cưng. Cà chua và thêm chả nè cả nhà. Đó. Thì quán này bán rất là lâu năm rồi cả nhà ơi. Hình như là cô bán từ trước năm 75 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quán cũng lâu lớn hả? Dạ, đó chị ạ. Nhà thì mấy chị em á, mấy chị em bán cả nhà. Cô giờ mà đâu còn bán trong nhà nè nữa không cô? Khi nào khách đông quá cô phải nhờ khách vô nhà. Cái nhà trên đây nè. Không thì mình sẽ ngồi ăn dọc ở đây. Đây là một tô bên cô nè. Không, cái đó là yêu cầu của người ta là tô lớn đó con. À, người ta yêu cầu tô lớn. Còn đây bình thường là một tô như vậy thôi. Nè, còn không là ăn tô này. Tô bình thường tô như vậy không trả là có 27 thôi con. À, tô bình thường như vậy không trả là 27k cả nha. Dạ. Tại vì con theo như con biết tôm khô giá rất là cao quá cô. Dạ. Dạ. Con cứ nghĩ là nếu mà nhiều quá cô phải đếm tôm. Chắc là cô không đếm. Kinh nghiệm lâu năm, kinh nghiệm lâu nhìn là biết bao nhiêu con rồi. Ồ. Ôi ơi, hay quá. Nói dạ. Chơi thôi con. Dạ. Giờ con có nói chơi con cũng đâu biết đâu. Con cũng đâu có đếm được đâu. Mà cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Sáng cô 8 giờ cô bán rồi. Trung bình đến 4 5 giờ chiều con. Hôm nào đắt hàng thì cô sẽ hết sớm hơn. Dạ. Giọng cô hay quá ha. Giọng cô là bác năm tư đó. Em cũng vậy nè. Giọng em hay không anh? Giọng em hay. Trả lời nghe hơi miễn cưỡng đấy. Cô nếu mà mình ăn thêm chả thì bao nhiêu một miếng cô? 8.000 một miếng bé. Dạ, chả đó. Chiên, chả lụa, chả quế nhưng mà bữa nay cô hết quế rồi cô còn hết có lụa với chiên còn thôi. Còn chả chiên thôi cả nhà. Đây một tô cô múc nè, mình rất là thích cái nồi nước lèo của cô cả nhà ơi. Hôm nay cô làm cái này cô mi nắp này là mới hả cô? Cái nào cưng? Cái nào? Cái bàn à. Đâu cái bàn này của cô là mười mấy năm nay rồi, con tới kia trước là đã có tại con không để ý thôi. Dạ. Cô nhưng mà con thấy mình bán những món ăn rất là đơn giản, chỉ có bún với tôm khô là chính thôi. Ừ. Sao mình không bán thêm những món khác cô? Ừ, tôi nói là cái nét đặc trưng của hàng á nên cô giữ luôn. Dạ, đó không nha. Có một số quán bán rất là lâu năm nhưng mà họ vẫn muốn giữ cái nét đặc trưng đó nè.
Ở đây cái nồi nước lèo này còn một cái điểm khiến cho món bún tôm khô đặc biệt màu đẹp, đó chính là cái màu á anh Lộc ơi. Ơi. Cắt để cô bỏ thêm chả luôn cô. Ừ. Cô chừa con khúc đó nha. Khúc này hả? Cô được. Ừ. Nụ ơi, thánh chả này, thánh chả này. Bây giờ con thấy cái mùi kiểu như nước nó móc lên thơm quá con. Tay chưa con rồi. 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 Yeah. Rồi. Rồi. Con này to nhỏ. Cô tô đó là cô đã thấy to rồi. Nhưng mà thanh niên vẫn chưa bằng lòng. Trời ơi. Ôi. Ăn sao hết nhỏ? Ăn sao hết hả? Ăn nhỏ? Dạ. Để cố gắng. Nhỏ này nha. Cô cho con 5 phần tô bình thường của cô vô đây. Rồi nguyên một cái miếng chả nãy cô bỏ lên trên cho con nha. Oh. Trời ơi. Trời lớn này. Thì nó ăn khiếp thế. 5 phần 4. 4 à. Thôi 4 thôi con, 4 thôi, 4 thôi. Giảm rồi. 4 thôi con. 4 thôi. 4 phần. 4 thôi không? Cô cũng đã khuyên rồi. 4 thôi con. 4 phần với miếng chả là được rồi. Ok. Cô mà thấy con nên ăn 3 tô vậy thôi, nước rau vô là vừa. Cô này là mấy phần bún rồi con? 3 phần là con. 1 phần nữa đi con. 5 phần đi. Cô lo cho con nó ăn không hết. Ừ. Nên hôm nay con phải quyết định tới đây để con ăn hết cho cô chứng kiến. Không, nhưng mà cái này nhiều lắm bé ơi. Bớt lên đi con, 3 phần thôi, chan nước rồi rau vô con ăn là vừa. Thôi cô... 3 phần thôi. Cô tính lấy ra, con Lộc nói vậy cô tưởng là con ăn nha. Nhưng mà hình yên quốc luôn cả nhà ơi. Cô lót cái này ở dưới nè. Ừ. Con cầm cái cô chan nước lên cho con. Trời, cô cha, cô cầm cho. Cái này cô cần cô cắt không? Hay để nguyên luôn? Hỏi cô giữ nguyên. Trời ơi, chất lượng quá hấp dẫn quá. Đây cô làm cho, bún đi cô làm cho. Ồ, chắc anh Lộc cầm đây chứ nó bị nghiêng đó cô. Đây cô làm cho, không sao, không sao, không sao. Đó, cô có được thế mà. Ồ, muốn lèo vô. Ồ, wow, wow. Cô được có lấy mỡ nước mỡ không? Không lấy nước mỡ ha. Dạ. Ủa cô, mấy cái mà thịt thịt đó là gì đó cô? Tóp mỡ của cô đó. À, tóp mỡ nha. Nhìn nhớ thịt băm nha. Ăn thử nha. Thơm, thơm. Thơm. Nó chỉ thơm chứ bao nhiêu mỡ nó ra cái béo hết rồi con. Đúng rồi, đúng rồi. Nước của cô là nghe mùi nước lèo, nước lèo của cô, nước lèo của cô. Nước lèo của cô. Đấy, nhân vật sinh động. Hay đây, coi chừng đó. À, chất lượng quá các cô. Quay, để cô chỉ thêm miếng nước nữa cho bé. Rồi. Mấy thêm nước nữa kìa. Rồi 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 rồi. Ánh sáng rồi. Này thấy tặng trẻ thấy ứ hụt rồi đó. Rồi, tôi thường về. Nãy cô còn chăm cho con một nhát nước. Tại vì anh ăn không hết nước luôn. Ăn cô... cây giả đó là tiền. Dạ. Cô ăn hết mới sợ đúng không cô? Đúng. Hồi nãy cô nói cô thấy áy náy quá anh Lộc ơi. Áy náy thiệt luôn á. Áy náy thiệt luôn. Áy náy của cô là động lực của con. Bé. Cái này mới chơi được với cái tô này. Nó không bị tụt đó cô. Mày ăn thì nhanh lắm. Mày ăn thì nhanh lắm. Thèm món mẹ nấu đúng không? Món này giống như là mẹ nấu vậy. Mấy cái món canh chua cả nhà ơi. Canh chua tôm khô. Ok. A few minutes later. Gì vậy? Pharaoh hả? Pharaoh cả nhà ơi. Chơi vậy? Dạ. Dứt ơi, hôm nay đến với quán bún tôm khô bán hơn 50 năm rồi cả nhà ơi. Một sọc ăn tô quá hớp. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng bữa nha. Do thôi em đâu hả? Có miếng giá cả nhà. Này này này, này chưa có giá. À. Trời. Ê. Lần trước á cả nhà là mình ăn không hết nước được, tại vì bữa đó mình quên dặn, mình quên nói cô là không lấy nước, nước béo á. Dạ. Cố gắng cô. Không mời cô nha. Người bình thường nhìn thấy cái tô này là phải hú hồn. Thì cái đó thì thấy sợ luôn, cái ăn hết vậy. Dạ, cô. Chị mang lên cho nhỏ. Tôm khô đấy, chứ gì. Nó giống như món canh mà mẹ mình nấu rồi đó nha. Có tôm khô á. Và vị này, vị chua là từ cà chua. Chua tự nhiên, không phải từ me nha cả nhà. Chua từ cà chua. Ở đây chỉ có hai loại topping thôi. Đó là chả và tôm khô. Chả thì có nhiều loại chả.
hôm nay giờ này chỉ còn mấy chú cuối chuột hamster này. Bữa là tuần lọc rồi, nay là chuột hamster hả? Ồ, chảy nước mắt luôn cả nhà ơi, phải không, xin lòng rồi, ngập một vật quá lớn quá cỡ nên bị chảy nước mắt rồi. Cơ hàng mình giải là tối đa đó nha. Không mà cái chả chiên này cái kích thước bài ngàn nó to kìa. Nhưng mà rất là ngon. Sáng là mình trồng từ gốc mỡ pha với thịt của chả. Thấm đường bắt cứ ăn đó, sực sực nè. Cái hợp với miếng bún. Cô Thanh ở đây bán lâu năm quá rồi cho nên ai cũng biết tên hết, nên là thấy không. Đến là cô Thanh ơi. Cô Thanh là tên mẹ em luôn. Nhắc tới mẹ em, mình thấy mẹ em mới xe bài á. Chắc lát em phải mua món này về cho mẹ em ăn thôi. Đúng rồi. Anh biết sao không? Có khi á, mẹ em lãng quên luôn rồi. Những người lớn tuổi á, người ta lãng quên món này luôn rồi. Vì người ta không có gặp ngoài đường nhiều á, nên đôi khi mình mua về bây giờ á, là gãi đúng chỗ ngứa. Mẹ ăn vào mẹ sẽ thấy là những ký ức tuổi thơ. Lúc mới đẻ ra thằng Phinh đi hùng, nó ăn ốm yếu. Đúng rồi. Nó rất là kén ăn. Mỗi lần ăn là phải đánh cho nó khóc, hả miệng ra nhét cơm vô. Rồi giờ nó ăn kén ăn lắm hả? Đúng rồi, hồi nhỏ em kén ăn lắm anh. Còn mẹ ăn thì không có kiến thức đâu. Xong rồi từ khi em học võ với anh á, trộm vía á, anh đá em mấy nhát đó nên có được cái vía ăn của anh á. Anh nhớ nó xấu em lắm. Là ít. Lúc đó em đi học là anh đi dạy rồi. Dạ. Nên em mình cũng ít gặp lắm. Đúng rồi. Em đi học Phan Bội Châu, anh dạy ở Phú Thọ Hòa rồi. Chỉ có mấy lúc mà giao lưu sân. Giao lưu sân rồi. Rồi, để trả nhiều đấy. Gậy có việc này á, mình phải suy nghĩ cái cách để trình bày ở nhà biết thôi. Ghê rồi. Là như ăn cây chả, ăn tô bún bông khô mà giống như làm văn vậy hả? Diễn tả rồi cảm xúc nữa. Nó giống như là quê hương là chùm cái ngọt á. Cái này là quê hương là cà chua tươi kết hợp với tôm khô và quá. Trong từng cộng bún này có vị tay của cô Thanh á, vị tay bóc bún á, của một người điêu luyện á. Cả nhà ơi, nghe thì cứ tưởng chừng là Võ Sinh Lộc đang nói xàm đó. Mà thật ra là rất là liên hệ với món ăn. Món bún tôm khô tuổi thơ mà. Nhưng mà tôm không có bị mặn. Dạ. Tôm này đặc biệt là không bị mặn. À, chắc là nó ra. Hồi nãy còn một món này nữa nè Hùng. Cấp mỡ. Đúng. Đây. Không, bắt đầu em nhìn em tưởng thịt bằm á. Đúng rồi, anh nhìn nó cũng tưởng thịt bằm. Thấy chưa? Không, quá giòn. Đúng nhưng rồi. Mà cảm giác như là nó nở ra bên trong khi mà nó chạm vào đầu lưỡi mình á. Nó giống như những người lính dù á. Nó bung dù ra và nó đáp vào cái amidan của mình á. Nó khiến amidan mình còn cào quá cả nhà. Giống như hạ cánh nơi ăn vậy á. Kể mà em thấy ngứa amidan quá. Giống như hạ cánh nơi ăn đó. Ở đây là đà ở gì á? Gì ta? Vì sao á hả? Vì sao đưa anh tới? Không, hạ cánh nơi ăn em. Hạ cánh nơi ăn luôn rồi. Trời, nhìn cái tô à. Bún ở đây kiểu như cái sợi cũng không có quá to. Dài á, anh không có to cho nên nhìn nó cũng nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Ờ, không to nên nhìn cũng nhỏ hay á. Em gái ơi. Tony Hằng ơi. Em có hay ra đây ăn không? Tony Hằng ơi, tiếc em quá. Món này là có từ lúc mà ba mẹ em chưa lấy nhau luôn á Hằng ơi. Hằng lúc đó chắc mình luôn á. Chị Ngân luôn. Đó. Chị Ngân, chắc chị Ngân biết món này nè. Em nghĩ chắc lúc đó chị Ngân 4, 5 tuổi, 6, 7 tuổi á. Chị Ngân đem tô qua đây mua về. Ê, anh thử hỏi cô biết Tony Hằng với chị Ngân con của cô ấy. Cô Hà. Hỏi thử cô biết không? Cô Hà. Cô biết cô Hà bên đây không? Cô Hà tổ trưởng bên phía đây không? Dạ. Cô biết con gái của cô Hà không? Đó là bé nhỏ. Bé nhỏ. Mẫu đang, đang có chụp hình ảnh này kia rồi đi truyền truyền động lực đó con. Dạ. Bé đó là hay quay clip chung với tụi con. Dạ. Nên biết là bé đó đi Cần Thơ rồi nên con quay đây không có mời bé ra được. Trời. Dạ. Đó Hằng ơi, cô khen em dễ thương á, ngày nào em cũng ra ăn một tô nha Hằng. Cô còn nói em là người mẫu á, em đang làm người mẫu á Hằng ơi. Nhưng mà Võ Sinh Lộc đã hàng đúng chính lại rồi. Hằng là hàng đi truyền động lực. Cũng hay đi chụp ảnh này. Rồi, sắp hết rồi. Mở cho động viên. Không phải cái lục Phan Đi Hùng ơi.
Rồi chứ. Nói chứ món này anh em xin lỗi nha. Nếu như mà so sánh về ngoại hình á thì anh là sẽ là chú bác giới rồi. Còn anh so sánh cái gậy này như cái gậy Như Ý hả, thì em sẽ là Tôn Ngộ Không. Em sẽ là người có thể điều khiển nó to ra hoặc nhỏ lại. Anh muốn nó dài ra thêm không? Em muốn nó ngắn lại bằng cách mời Tôn Ngộ Không. Chịu không Tôn Ngộ Không? Nhưng mà lão Trư á thường hay mách lẻo với sư phụ á, nên Tôn Ngộ Không phải 5.000 thôi. Em sẽ gọi thêm á lão. Cái này là cái mic của em á. Em mà hát đi. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau chưa? Anh gắn mic lên vô cái. Tự. Chưa mà. Vô. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau. Sợ là xúc gần cuộc xúc luôn. Ôi nhìn cái chả nè. Trời ơi. Cắm đi, cắm đi. Cắm mắm tôm đúng không? Ừ. Cả anh. Dạ em thích đẻ ra vầy nè. Đó. Nó sẽ là một cái điểm nhấn khác ở trong clip. Nếu mà đây là màn hình game anh, thì cái cục chả này giống như là cái nút để game thủ di chuyển anh. Kéo lên kéo xuống là anh sẽ di chuyển qua lại. Cái này là kéo lên kéo xuống là Lộc sẽ ăn hoặc là sẽ đọc đi hoài. Kéo lên là kéo xuống. À, kéo xuống. Ủa kéo xuống em tưởng cái đầu anh phải xôi xuống cái tô chứ. Vậy hả? Đúng rồi à. Ăn á, kéo xuống là ăn á. Rồi kéo xuống. Rồi ăn đi. Lộc sẽ có cú rồi kìa. Lên. Rồi rồi, chế độ này nè, chế độ này nè anh chế độ này nè, biết không? Ồ, biết không? Nằm ra. Để nằm ra. Để anh ta đưa lên cán á, đưa xéo. Bả cái chế độ. À, một điểm rất là đặc trưng ở đây nha anh là những chú flies gì? Rùi á. À. Mắm tôm mà cả nhà ơi. Rất là lôi cuốn rùi. Nếu mà một chén mắm tôm nhỏ thì mấy chú cũng đã là một cái kho tàng rồi. Nhưng mà ở đây giống như là một cái khoáng sản vậy. Kho báu dưới biển. Ừ. Nhưng có sát thủ hùng ở đây, mấy chú bay ve ve ra ngoài thôi. Bay ve ve ra ngoài không cả nhà ơi. Không dám bay vô kho đâu. Nè cả nhà. Mấy chú hùng ăn cái này mà hùng không ăn hấp nướng là thiếu sót quá. Thiếu sót quá. Ngon. Ngày lão Trương cứ chơi mình không cả nhà ơi. Để dành, lát ăn tiếp. Ngon quá. Em sẽ làm cho em cái muỗng siêu tôm. Thôi ít tôm anh ơi, em đang bị đau họng á. À. Anh chơi em ăn tôm khô, lát em nổ họng luôn á. Không sao đâu. Lấy độc chị độc em. Mình đang bị đau họng nên mình ăn mặn xíu là mình thấy gắt cái họng này. Đây là cái dây thang á, để cho những anh tôm khô đây leo lên thoát ra khỏi tô này. Nhưng mà đâu dễ. Ngắt được rồi. Thù đài. Mấy anh tưởng thoát là khỏi tô đi đâu. Đây, đi qua đây. Qua tô một không nào. Nè cả nhà ơi. Quay gần nha. Mời cả nhà. Dòng ăn ít vậy mới đã. Nhiều ngán. Sao? Tuyệt vời không? Tuyệt vời anh ơi. Chấm vô cái này. Rồi. Cái món bún tôm khô này, cái nước lèo với cà chua của nó làm nhớ tới những buổi ăn xế buổi chiều trong các trong mẫu giáo chú đúng không? À mẫu giáo chú đúng. À, đúng vị này luôn nha. Đó, chính nó. Nhớ tới các bạn học họ đó quá. Giờ chắc mỗi người một nơi rồi. Giờ thì... các con của các bạn chắc là học mẫu giáo rồi. Dạ. Có người thì sẽ ra và làm giám đốc, có người thì sẽ làm trưởng phòng kinh doanh, có người thì sẽ làm quản lý, nhưng cũng có người thì sẽ thất nghiệp đấy vì cuộc sống này mà rất khắc nghiệt nha ơi. Tiếp. Miếng chả này không làm khó được ảnh đâu Hùng ơi. Hay quá. Hôm nay võ sư Lộc cả nhà thấy có điểm gì đặc biệt không trên bàn? Má có giới thiệu mà anh cầm lắc lắc rồi mà. Đúng rồi, sexy cho cả nhà.
Đúng rồi. Đây cũng là món thích nước uống tuổi thơ cả nhà ơi. Xá xị Trương Dương. Cái mùi xá xị này đúng nồng. Mình có thể so sánh nó với rạp sữa cả nhà. Uống xong ở lên mùi xá xị không? Làm nhớ tới phá lấu của mình. Mùi là cái gì? Dạ. Xá xị liên quan gì tới rạp sữa em? Ý là nó nồng quá anh. Rạp sữa anh ăn nhiều, anh ở qua tới ngày mai còn còn mùi rạp sữa nữa. Thì xá xị cũng vậy á, ở lên nó có mùi. Rồi, quay gần nè. Wow, sắp hết rồi. Hột sắm hột thầy quá, hột sư Lộc ơi. Thêm thêm một miếng rau thôi. Cảm ơn. Cảm ơn lòng tốt. Anh Yên này. Anh đã hết giả rồi hả? Không hả? À còn hả? Nè hả? Em nghĩ là anh nên để lại. Để vào phía bên kia kìa cho người ta thấy. Anh để đó nó chịu. Mình xin tiết kiệm trả nữa nha. Đúng rồi. Mình để bên đây. Nếu anh không tiết kiệm là anh toàn với em á. Vì em sẽ thấy cái tô à, vẫn còn một cái. Đúng rồi, em nhìn cái tô kiểu như em ngứa mắt lắm anh. À, tô này còn tôm khô nằm dưới đáy nha. Mấy con tôm khô này á, nó giống như là những con nghêu á. Cần được vỏ sư lộc cà cào. Cào nghêu, cào hến đó cả nhà. Uống xá xị Trương Dương vào. Cảm giác mình muốn tới Tết quá cả nhà ơi. Nghe xuân sang thế trong lòng mình chưa có trang. Mấy cô kiểu tình mấy mẹ tốt hài thì ăn khác họ. So sánh là làm thơ, làm văn. Cô, hồi nãy cô nói là ăn không hết đâu nè đúng không? Không nhớ nha. Mấy cô này là mấy chị em không? Dạ. Bây giờ mình phải tiết kiệm trả mình ăn vậy nè. Anh ăn như vậy á, làm em lại muốn hát lại á. Nghe xuân sang thấy trong lòng như ứa gan. Tiếng pháo hoa và nó đang ôi rộn ràng. Kìa, một tô bún tôm trước mặt. Cái này thì đúng là gọi tên là gì ta? Bún tôm khô. Bún tôm khô. Một số bạn không biết cái sao là bún riêu hoặc là bún riêu tôm khô. Nhưng mà ở đây là không có riêu nha cả nhà. Cái bún này xời ăn cũng dễ anh ha. Mình ngồi ở đây thì các bạn không có sợ mình cắt ghép clip đâu. Tại vì phía sau là cô rồi, xung quanh là mấy cô phục vụ nữa. Xung quanh là cô ê. Sao mà cắt ghép được, trước mặt là hùng ê. Ồ, ở đây có mấy cái bông đó, lâu lâu đó. Dạ em sẽ nhớ tới bài hát gì? Dạ. Em sẽ nhớ tới bài hát gì? Bông rơi. Nhìn bông rơi á. Ngắm hoa là rơi. Vườn tu ba. Đúng rồi. Châu Khải Phong. Ngắm hoa rơi rụng quên vùng nhớ. Dương Dương Đô Ba hay cầm cái mic vậy nè. Ngắm hoa rơi vùng nhớ. Cần phải giọng mình dở hơn Dương thôi. Chứ không cách cầm của mình là chuẩn luôn nha. Chuẩn là chuẩn là. Lúc mà Dương rung như này nó rung lên kiểu như vô đó. Kiểu cúc á. Nhìn anh làm cái đó. Lọc Dương làm gì lên. Tao mất đó. Xịt nước rồi em ghê quá. Anh cứ vậy không. Bị xịt nước. Ôi gần quá rồi. Đó đó đó, đó. À, gần quá rồi. Em mua lăng á. Nóng dữ trời. Nóng ha. Quá nóng rồi. Để em quạt cho anh. Hả? Cứ đồng nhìn mặt anh Liên hài được chứ. Cố lên, cố lên. Múc vô. Bún riêu tôm, ơ bún tôm khô. Thế hồi nãy mình rút lại kịp. Rút gì vậy? Kêu 5 phần 4 là chắc mình tập rồi. Rồi đó. Ôi, mà tính ra ở đây anh thấy không, tô của bán tuy nhỏ thôi nhưng mà cuốc đầy đúng không anh? Ừ. Nên khi mình ăn hết đó là mình sẽ ngang bụng đó nha. Ừ. Bữa em ăn tới cuối là còn nhiều tôm khô đúng không? Em không nhớ. Em nhớ là còn nước lèo. Nước lèo lúc đó là còn nước béo quá cho nên khó. Với lại bữa hôm đó em phải về đưa vợ con đi Aeon. Aeon. Wow, nhớ luôn. Nhớ chưa? Hay chứ, hay đấy. Mình á là chỉ là người em thôi ở nhà nhưng mà vợ sẽ lọc còn nhớ vậy. Huống chi nếu như mà vợ sẽ lọc có vợ có con thì không biết thế nào đây. Chắc là vợ sẽ lọc sẽ nhớ hết phần thiên hạ nữa. Có vợ có con nhớ thiên hạ lắm đi. Chỉ nhớ vợ con mình thôi. Ý là nhớ hết phần của ba mẹ của vợ anh. Thôi. Thôi nhớ phần mình thôi. Tại vì nhớ phần của ba mẹ mệt lắm em. Ba mẹ nào mà không muốn thương con. Ba mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc. Nói như vậy thì mẹ của người yêu con tới đó rồi sao mà. Chỉ có đứa là tan chảy thôi. Biết sao không? Sao? Nếu mà anh nhớ kiểu giống ba mẹ á. Người yêu anh sẽ không coi là người yêu nữa.
mà coi là bậc cha chú à. Nói chuyện rất là giống ba mẹ mình. Mà những bậc cha chú thì thường nói chuyện triết lý ăn trên ngồi trước á, nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Lạng núp. Không. Cái từ gì ta? Gia trưởng. À, muốn áp đặt vô con cái của mình. Nhưng mà có những người ba mẹ giống như chị Bích á thì lại rất là tâm lý, giống như là đặt mình vào vị trí là người bạn của con vậy. Nhắc tới chị Bích thì giờ chị Bích nhiều cái biến động lắm Hùng. Ghê vậy? Bữa nào phải mời chị Bích đi thôi. Ok. Chị Bích rồi, hãy đến với team Funny Hùng. Cái xe của mẹ chị Bích bán cơm á mới bị phá. Rồi, bị cái băng ở dưới phá. Chắc là phải cũng... kiếm một cái địa điểm để bán. Rồi, tôi lắm ở nhà. Chắc là bán được nên bị ganh ghét đúng không? Đúng rồi, bán nhiều quá. Không mới bị xung quanh nó kiểu như ra tức ở đó. Trời ơi. Chị Bích cũng mấy nay cũng đau đầu lắm. Chị Bích mở lùng lần mà đau đầu hay là khó nghĩ á, cứ nghĩ tới anh em tụi em. Đúng rồi chị Bích ơi. Khi mà có chỗ bán ổn định, tụi em sẽ quay lại. Và Hùng sẽ ăn cái dĩa của chị Bích. Hai miếng sườn. Đấy. Bữa một miếng sườn nhìn như lá phổi thế giới rồi. Hai miếng sườn. Giờ chị Bích cái mạnh dạng miễn phí năm luôn cũng được. Đây, ai anh quên này. Bamboo chung. Dạ chú. Dương Dubai. Không, cái dĩa đó nếu mà ăn sức của bamboo chung thì không nổi đâu. Yeah. Của Dubai thì anh thấy hình xui. Bamboo chung á, không nổi đâu. Và đắp chán nữa. Và đắp chán nữa. Gặp bamboo chung biểu thường món cơm á. Đúng rồi. Anh liên ăn món khô dở không không biết rồi. À. Không có trời luôn. Quay quay nhiều quá mấy cô ơi, cho nên nó bị vã rồi. Gần hết bún rồi nha. Dạ. Ăn nhanh đi để trả chỗ lại nào. Anh ăn nãy giờ là cũng nhanh rồi đó em. Anh nhanh hơn đi. Hết trả luôn nha. Hay là tiết kiệm. Tiết kiệm đây, tiết kiệm đây. Đó. Anh mà ăn hết là em gọi thêm nhanh á. Mình sẽ câu kéo với trả là tới cuối cả nhà. Rồi vô. Hết rồi. Không sao đâu, đây còn mà anh trai. Anh trai được mà. Đừng nặng lòng anh ta. Buồn phiền làm chi dỗi cha. Clip này lên cái là hết World Cup rồi đó. Yes, sure, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà tới FF Cup. FF Cup. Oh no. Cổ vũ cho Việt Nam nào, cả nhà ơi. Có lên. Này là mình đang đặt vào tình cảnh là chưa có đá trận tranh hạng ba và chưa có tranh chức vô địch của World Cup luôn. Nên mình đã cổ vũ cho Việt Nam rồi cả nhà. Quá là tốt. Việt Nam cố lên. Việt Nam ơi, bóng đá hãy cố gắng phát triển nào. Anh nghĩ tới một ngày mà Việt Nam được tham dự World Cup ha. Bỏ hòa lắm ha. Trời ơi. Còn Việt Nam mà lấy luôn cái World Cup luôn. Thôi, nó lâu lắm em. Ngã thời. Chắc là phải thời lúc đó mình chắc cũng sợ không được chứng kiến cảnh đó. Em nghĩ lúc đó là người ta đi, người ta bay luôn rồi, người ta không còn đi bộ nữa. Chắc vậy. Hy vọng sẽ có một phép màu đến với Việt Nam. Vào World Cup là hay lắm rồi. Tại Việt Nam mà giống như cả Hàn Quốc với Nhật Bản thôi là ngon rồi. Tại vì có những cái quốc gia cũng rất là mạnh, nhưng mà cũng đâu bao giờ vô địch được World Cup như Hàn Quốc với Nhật Bản đó. Đó. Úc nữa, ở châu Á đó, Iran nè. Dạ. Ả Rập nè. Ả Rập xuống. À. Nên vào World Cup. Vào World Cup là hay rồi các anh Việt Nam ơi. Thôi, ơi, các bác ơi. Cái thời Việt Nam vào World Cup thì mình vào Phan Hùng. Cát xấu hay đấy, cát xấu đã. Còn các ông được thấy cảnh Việt Nam vào World Cup rồi. Mình nói đùa thôi cả nhà, chứ mình mong là một ngày sớm nhất Việt Nam có thể sánh vai với các đội tuyển khác ở trên thế giới. Nhưng em quên hả, đội tuyển nữ của Việt Nam sắp đá World Cup rồi đấy. Sau World Cup Nam là đội tuyển nữ đá nè. Quá hay luôn các chị. Đội tuyển nữ vô địch. Ui. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Cho em biết còn nhiều ha. Dạ. Món này là em nhớ tới Hoàng Thánh Lá anh Ngọc. Nhưng mà con này không mặn như Hoàng Thánh Lá. Em biết một cầu thủ nữ của Việt Nam đang đá bên Bồ Đào Nha không? Rồi ạ. Đang đá ở một câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Không, tên gì ạ? Quỳnh Như, là tiền đạo chủ lực của đội tuyển nữ luôn á. Nên mình rất là hy vọng kỳ World Cup này Quỳnh Như có thể tỏa sáng và ghi được một bàn. Từ Bồ Đào Nha, chị hãy về với Việt Nam đi. Và hãy tỏa sáng trong mùa World Cup này. Cố lên.
đội tuyển Việt Nam, máy đỉnh. Chị mà đá thắng gọi là sao ta, vào được vòng tứ kết, Việt Nam vào vòng tứ kết, em sẽ quay lại đây và ăn 10 tô bên quán của cô, bún điều tôm này, bún tôm khô này, được không? Khó lắm không? Ủa chứ anh nghĩ ăn 10 tô bún dễ lắm hả? À, vòng bảng đội tuyển nữ Việt Nam là gặp Mỹ á, hình như gặp Mỹ và Brazil á, là hai đội đương kim Á quân và đương kim vô địch, ứng cử viên vô địch. Nhưng mà vô đây là vui rồi. Thái Lan bị tập. Thái Lan ở nhà. Mình nói với một sự vui vẻ nha, chứ mình không có ý là châm chọc đâu. Đúng rồi. Các bạn Thái Lan cố lên, sẽ được như Việt Nam một ngày không xa. Đúng rồi. Căng không? Nhiều nước quá. Dạ. Trong đó có hai nhát thêm á. Đúng rồi. Hai nhát nó như là chí mạng vậy. Anh biết sao không? Cái tô của anh á, mới đầu có bốt rồi nó đã đầy rồi, nhưng mà khi mà để lâu một hồi là nước nó sẽ rút xuống, và lại chan vào thêm, và để hồi múc nó xuống và lại chan thêm lần nữa, là tính ra là nước nó vào bún của anh. Nên có lượng anh nào cô khiến anh hai nhát chí mạng rồi. Rồi nghe giọng cô bây giờ anh mới nhớ tới là giọng giống giọng ai, giống một chủ quán. Hùng sẽ nhớ được cô này. Bán bún riêu đúng không? Gì? Bán bún riêu luôn. Không nói ta đi. Cô đó là ở bên đường Bình Thới đúng không? Bình Thới đúng không? Gì? Cô Mai đúng không? Sao? Bún riêu cô Mai hay cô gì á, ở bên Bình Chưa Thới. Giống lắm. Gần đường Bình Thới, quận 11 luôn. Liên quan tới người yêu anh, đó là nổi tiếng. Bánh canh cua. À, bánh canh cua Bình Thới hả? Bánh canh gần hẹn. Đường Bình Thới. Không nhớ. 7 ngày 7 món. À, đúng rồi, đúng giống rồi. Không? Giống giọng không? Nghe giống giọng không? Đường ông ít phim. Cô Hoàng. Nãy giờ mới nhớ giọng giống ai luôn em. Thôi đừng nặng lòng anh ta, buồn phiền làm chỉ dối trá. Sao cũng... Ôi, không đâu rồi. Sao anh không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài. Sao xanh sao được, ơi nhưng đóa hoa hồng là nơi. Ồ, hết rồi. Hay qua vỏ sư lộc ơi, ăn hết một tô bún tôm. Dày quá rồi. Đang ăn mì, chưa ăn bún tôi về dậy bò. Sao anh không làm thêm dâm mông và làm quà Tết tặng cả nhà. Không em cho cô coi hả? Người đừng lặng im đến thế. Bỏ xin lọc, hôm nay đã thành công rồi cả nhà ơi. Đã quay lại và sắp phá được kỷ lục rồi. Hay quá. Má anh nhìn cũng ngây thiệt chứ. Chừa lại miếng chả. Đúng rồi. Anh hứa với Lộng là em không nghĩ luôn á. Em không nghĩ là anh chừa lại miếng chả luôn á anh Lộng. Miếng này quá nhây rồi. Còn chả thì sẽ không bị châm thêm á nha. Rồi. Thời khắc quan trọng. Cô ơi, đó luôn nha. Phục luôn á. Rồi, cô chào luôn rồi kìa. Cô chào luôn rồi, Lộc ơi. Yeah. Rồi, xong rồi. Cả nhà ơi. Đúng là nghề. Đúng là nghề ăn mà. Cô con còn cái muỗng nữa, cô chào. Thấy không? Làm cái nghề này cũng phải đổ mồ hôi nào đó. Ba là đổ mồ hôi sôi nước mắt, còn anh là đổ mồ hôi sôi bao tử. Đổ mồ hôi nặng bao tử. Đúng là nay mình thèm món này mình ăn vào. Xúc mồ hôi luôn cả nhà, cảm giác đã thì cuối cùng mình cũng đã giúp cho Phinh Hùng vượt qua, gỡ lại một bàn 1-0. Một đều. Bây giờ cũng no cả nhà, nhưng mà quyết định lúc đầu của mình á là phải bỏ rau vào để không làm phụ lòng bạn Natasha. Nhưng mấy rau này thì mình xin phép không ăn hết rồi cả nhà, mình ăn giá với rau muống. Nhưng mà đặc biệt ở đây á
mình phải nói là nó là cà chua. Cà chua tươi, ăn tới cuối á, mình hấp vào á, mình vẫn cảm giác được cái vị cà chua đó, khiến cho mình không có thể chìm đắm vào những cơn say được. Tại vị chua mà, nó giúp cho mình bình tĩnh, không có bị sụp mí cả nhà. Dạ, đẩy mí lên. Để nhận xét tiếp về tôm khô ở đây thì mình thấy là không quá to, nhưng mà nó được nấu trước á, để cái vị của tôm khô thường nó sẽ bị mặn á, nhưng mà khi của ăn ở quán khô nó không bị mặn cả nhà. Kết hợp với bún, kết hợp với cà chua tươi, và đặc biệt có những cái xốp mỡ mà cô nói á, nó như là như là cái tóp mỡ đó, cái mỡ nó sẽ được bầm ra và nấu lên hình như là chiên với dầu một nhát, sau đó bỏ vào đây, nó tạo vị thơm cho cái món. Xin phép anh nha, bún cô ơi, bún cho con 4 phần mang về với 4 miếng chả nha cô. Dạ, rồi tiếp rồi. Em sợ hết á, em sợ cô bán hết. Cô mang về nha, chứ không phải con ăn tiếp nha. Con ăn tiếp nằm luôn á. Thì một trong những điểm mà mình ấn tượng ở quán của cô đó là nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 10, và con hẻm đó thông với nhà bên đi Hằng. Khi mình ngồi ở đây mình vẫn cảm giác được từng dấu chân của Hằng đã đi qua đây. Trời ơi, gì ghê vậy? Hằng ơi, nếu mà em cảm giác được những cái dấu chân đó thì hãy lại ủng hộ cho cô nha. Và cô Hà huy động hết tổ và ủng hộ cho cô Thành. Tại vì đọc bát bên đây nè. Bên đi lòng luôn rồi. Đồng hết bên Hùng vỡ sư lọc. Con Hà sẽ được tặng thêm mắm tôm múc thoải mái nha. Mắm tôm này nó là nhiều. Mình nói tới con Hà là nói tới phụ huynh rồi đó. Mà dừng ở đây được rồi. Ok à. Rồi hôm nay rất là hay khi vỡ sư lọc đã quay lại và phá được kỷ lục của Phan Đi Hùng lúc trước rồi cả nhà ơi. 10 điểm cho vỡ sư lọc nha. Tô 4 tôm khô khổng lồ. Rồi đây là mình có các fanpage trên Facebook, nhiều người yêu mến. Nếu muốn cập nhật các sự kiện video game event thì hãy like và cho fanpage đồng hồ kênh mình nha. Ôi lên mình sẽ để phòng. Phần hồ nhai không? Nhai quá, nhai quá rồi Hùng. Nhai quá rồi. Cái kết cho chú rùi nhai đây. Bỏ xương lọc. Đủ tóc của anh mình là Phân Hồ 6 và Bỏ Xương Lọc. Mà hai tên tóc ngắn là Phân Hồ Bỏ Xương Lọc và Bỏ Xương Lọc Phân Hồ. Trong nhà sắp tới như các bạn có thách nào thì đã làm những comment mình xem xét và đưa vô lượt sẽ mai tán cho nó để làm lượt cho nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.